bài hát do nhạc sĩ Lê Quang sáng tác. Dòng máu là không. Và tiết mục này các bạn biết không? Một sự đầu tư vô cùng lớn đúng không ạ? Với tất cả là sự chuẩn bị trên một tháng rưỡi cho một tiết mục. Số lượng nghệ sĩ tham gia đông nhất trong tất cả các tiết mục của Hoa Show đêm nay. Và đầu tư cho nó đến hơn 70 triệu đồng. Khủng khiếp không ạ? Bây giờ thì chúng ta hãy cùng hướng về sân khấu chào đón tiếng hát của ca sĩ Đan Trường trong Dòng Máu Là Hồng của nhạc sĩ Lê Quang. Xin mời. Thank you.
thêm trang sử vàng. Nào ta